Xin chào quý vị và các bạn đến với bản tin cập nhật giá lúa gạo mới nhất ngày hôm nay trên kênh Bản tin Nhà Nông. Nếu bạn là người mới đến với kênh xin hãy ủng hộ ban biên tập một like và một nút đăng ký kênh để nhận thông báo giá lúa gạo mới nhất mỗi khi kênh phát hành. Chúc quý vị một ngày mạnh khỏe và thành công. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. Giá lúa gạo hôm nay tại đồng bằng sông Cửu Long chững lại và đi ngang sau phiên biến động. Thị trường giao dịch chậm, chủ yếu giao dịch gạo chợ. Giá heo hơi hôm nay đà tăng vẫn tiếp tục diễn ra trên diện rộng với mức tăng cao nhất 3.000 đồng trên kg. Xuất khẩu gạo năm 2024 vẫn lạc quan nhờ giá cao và thị trường ổn định. Ngành nông nghiệp và các thương nhân ngành lúa gạo tin tưởng, xuất khẩu gạo năm 2024 vẫn rất lạc quan, đặc biệt là ở yếu tố giá. Gạo vẫn là mặt hàng xuất khẩu mang về giá trị kim ngạch lớn hơn năm ngoái. Trao đổi với Lao Động, ông Phạm Thái Bình, Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An phấn khởi chia sẻ, mở đầu năm 2024, Trung An đã ký 6 đơn hàng với số lượng 1.500 tấn cho 5 thị trường, châu Âu, Anh, Malaysia, Dubai và Úc, với giá thấp nhất 718 đô la Mỹ trên 1 tấn và giá cao nhất là 1.277 EU trên 1 tấn, tất cả đều là giá FOB. Ông Vũ Tuấn Anh, Chủ tịch Công ty GLE cũng cho rằng, xuất khẩu gạo năm 2024 có thể giữ ở mức cao nhờ các thị trường Philippines, Indonesia, châu Phi, Ghana. Đặc biệt là thị trường Indonesia khá tiềm năng khi mới đây, cơ quan hậu cần nhà nước Indonesia cho biết, chính phủ đã đồng ý giao cho cơ quan này nhập khẩu 2 triệu tấn gạo trong năm nay. Động thái này nhằm duy trì cân bằng dự trữ gạo của chính phủ. Năm 2023, Việt Nam nằm trong top các quốc gia xuất khẩu gạo sang Indonesia với số lượng lớn, nên kỳ vọng vẫn duy trì được vị trí này trong năm 2024. Năm ngoái, quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới là Ấn Độ đột ngột thông báo ngừng xuất khẩu gạo trắng. Dù bất ngờ và không có thời gian chuẩn bị nhưng Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 8,29 triệu tấn gạo, đem về giá trị 4,78 tỷ đô la Mỹ, tăng 16,7% về khối lượng và tăng 38,4% về giá trị so với năm 2022. Đây là con số cao kỷ lục trong hơn 30 năm tham gia xuất khẩu gạo của nước ta. Năm 2024, ta chủ động hơn, nắm được nhu cầu gạo thế giới, sản lượng gạo ra thị trường, nên việc xuất khẩu gạo sẽ có nhiều thuận lợi hơn. Đặc biệt, giá gạo xuất khẩu vẫn neo ở mức cao là điểm cộng để xuất khẩu gạo khởi sắc. Nếu Ấn Độ vẫn kéo dài lệnh cấm xuất khẩu gạo Việt Nam có thể đạt trên 5 tỷ đô la Mỹ trong năm nay, ông Vũ Tuấn Anh cũng đưa ra nhận định khá lạc quan. Ông Phạm Thái Bình cũng tin tưởng số lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam có thể tương đương năm trước, nhưng giá trị cao hơn nhờ giá cao. Xuất khẩu gạo của Việt Nam năm 2024 vẫn có thể đạt bằng năm 2023 về số lượng, nhưng giá trị sẽ cao hơn năm 2023 khoảng 15-20%, ông Bình khẳng định. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, năm 2024, xuất khẩu gạo sẽ tiếp tục thuận lợi do thế giới thiếu hụt 5 triệu tấn gạo. Các quốc gia nhập khẩu gạo như Indonesia, Philippines vẫn có nhu cầu mua vào và Ấn Độ có khả năng sẽ duy trì hạn chế xuất khẩu gạo trong thời gian tới. Do đó, xuất khẩu gạo năm 2024 có thể mang về khoảng 5,3 tỷ đô la Mỹ. Thực tế là hiện nay, Bulog thông báo đã ký hợp đồng nhập khẩu 1 triệu tấn gạo trong tổng hạn ngạch bổ sung được giao là 1,5 triệu tấn từ 4 quốc gia gồm Thái Lan, Việt Nam, Pakistan và Myanmar. Các nước Philippines, châu Phi cũng đã lên kế hoạch nhập khẩu gạo. Riêng Philippines dự kiến sẽ nhập 3,5 đến 4 triệu tấn gạo trong năm 2024. Một số chuyên gia ngành lúa gạo cũng cho hay, mặc dù tiềm năng xuất khẩu gạo lớn, nhưng cũng khó tăng thêm diện tích trồng lúa bởi diện tích ở miền Bắc đã hết. Còn diện tích tại khu vực phía Nam thì ảnh hưởng của ngập mặn sẽ tác động lên sản lượng và chất lượng lúa. Do đó, để tăng sản lượng, cần thực hiện các giải pháp chứ không thể cứ mở thêm diện tích là có thêm lúa gạo. Giá lúa ngày hôm nay nhìn chung không có nhiều biến động. Giá lúa cắt ngay và lúa 1 đến 2 tuần nữa cắt. Giá lúa IR50404 ở mức 9.400 đồng trên kg, lúa tại đồng Miệt Thứ Kiên Giang và một số đồng vuông tôm tại Kiên Giang. Giá lúa IR50404 ở mức 9.300 đồng trên kg, tùy chất lượng tại Tháp 10, Cao Lãnh Đồng Tháp. Giá lúa OM5451 ở mức 9.500 đến 9.600 đồng trên kg, tùy chất lượng tại Tháp 10, Cao Lãnh Đồng Tháp. Giá lúa Đài Thơm 8 và lúa OM18 ở mức 9.700 đến 9.900 đồng trên kg, khu vực Cao Lãnh, Tháp 10 Đồng Tháp và vuông tôm Kiên Giang. Giá lúa Đài Thơm 8 và lúa OM18 ở mức 9.700 đồng trên kg, khu vực Chi Tôn An Giang. Giá lúa Đài Thơm 8 và lúa OM18 ở mức 9.600 đến 9.700 đồng trên kg, lúa cắt ngay tại Sóc Trăng, Cà Mau, lượng ít. Giá lúa Nàng Hoa ở mức 9.700 đồng trên kg, lúa cắt ngay tại Bạc Liêu.
Giá lúa ST24 và lúa ST21 ở mức 10.800 đến 11.000 đồng trên kg, tùy đồng tại Sóc Trăng. Giá lúa ST24 ở mức 11.000 đến 11.200 đồng trên kg tại đồng Vuông Tôm Kiên Giang và Cà Mau. Giá lúa nếp Long An ở mức 8.000 đến 8.200 đồng trên kg, lúa đẹp tại Đồng Tháp. Giá lúa cọc sau Tết cắt. Giá lúa IR54004 ở mức 8.600 đến 8.700 đồng trên kg, lúa 30 đến 35 ngày tuổi tại Cần Thơ, An Giang. Giá lúa IR54004 ở mức 8.800 đến 8.900 đồng trên kg, lúa 45 đến 50 ngày tuổi tại Cần Thơ, An Giang. Giá lúa OM380 ở mức 8.500 đến 8.600 đồng trên kg, lúa 40 đến 45 ngày tại Cần Thơ, An Giang. Giá lúa OM34 ở mức 8.500 đồng trên kg, lượng có ít tại Kiên Giang, Cần Thơ. Giá lúa Đài Thơm 8 ở mức 8.800 đến 9.000 đồng trên kg, lúa 30 đến 35 ngày tại Cần Thơ, Hậu Giang. Giá lúa Đài Thơm 8 ở mức 9.300 đến 9.400 đồng trên kg, lúa 40 đến 50 ngày tại Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp. Giá lúa OM18 ở mức 9.200 đến 9.300 đồng trên kg, lúa 40 đến 50 ngày tại Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp. Giá lúa ST24 ở mức 10.200 đến 10.400 đồng trên kg, lúa cắt sau Tết tại Hậu Giang. Giá lúa ST21 ở mức 9.400 đồng trên kg, lúa cắt sau Tết tại Hậu Giang. Cập nhật giá gạo An Giang, giao dịch mua bán lai dai, các kho hỏi mua đều. Lượng gạo thơm và gạo OM5451 có ít. Gạo nguyên liệu xô tại nền. Gạo OM380 có giá 12.700 đến 12.750 đồng trên kg. Gạo OM5451 Việt có giá 13.700 đến 13.800 đồng trên kg. Gạo OM5451 Campuchia có giá 13.700 đến 13.750 đồng trên kg. Gạo Đài Thơm 8 và gạo OM18 Thu Đông có giá 14.000 đến 14.100 đồng trên kg. Tấm Đài Thơm 8 và gạo OM18 có giá 12.000 đồng trên kg. Cám có giá 6.600 đến 6.700 đồng trên kg. Cám ướt có giá 6.800 đồng trên kg. Cập nhật giá gạo An Cư, giá ổn định, lượng gạo về lai dai, các kho mua chậm. Giá gạo nguyên liệu xô kênh gạo chợ. Gạo OM5451 có giá 14.300 đến 14.400 đồng trên kg, gạo chất lượng trung bình. Gạo OM5451 có giá 14.400 đến 14.500 đồng trên kg, gạo đẹp. Gạo OM18 và gạo Đài Thơm 8 có giá 14.500 đến 14.600 đồng trên kg, gạo chất lượng trung bình đến khá. Gạo OM18 và gạo Đài Thơm 8 có giá 14.600 đến 14.700 đồng trên kg. Gạo Hàm Châu 105 có giá 13.800 đến 13.900 đồng trên kg. Gạo ST24 có giá 18.500 đến 18.700 đồng trên kg. Gạo Japonica có giá 13.300 đến 13.400 đồng trên kg. Cập nhật giá gạo nguyên liệu Lức Sa Đéc kênh gạo chợ, gạo nguyên liệu về lai dai, các kho gạo chợ mua đều, cho giá mua ổn định. Giá gạo nguyên liệu xô kênh gạo chợ. Gạo IR504 Việt có giá 12.700 đến 12.800 đồng trên kg. Gạo OM380 có giá 12.550 đến 12.650 đồng trên kg. Gạo tròn có giá 12.800 đến 12.900 đồng trên kg. Gạo OM5451 Campuchia có giá 13.900 đến 14.000 đồng trên kg. Gạo OM5451 Việt có giá 14.150 đến 14.250 đồng trên kg. Gạo OM18 có giá 14.400 đến 14.500 đồng trên kg. Gạo Đài Thơm 8 có giá 14.500 đến 14.600 đồng trên kg. Gạo Japonica có giá 13.300 đến 13.400 đồng trên kg. Gạo ST21 có giá 16.500 đến 16.700 đồng trên kg. Gạo ST24 có giá 18.000 đến 18.500 đồng trên kg. Gạo Sóc Lẫn có giá 11.900 đến 12.000 đồng trên kg. Gạo Sóc Rượu có giá 11.200 đến 11.300 đồng trên kg. Gạo Sóc Nàng Khon có giá 12.500 đến 12.600 đồng trên kg. Tấm Một Ngang có giá 11.300 đến 11.400 đồng trên kg. Giá heo hơi hôm nay đà tăng vẫn tiếp tục diễn ra trên diện rộng với mức tăng cao nhất 3.000 đồng trên kg. Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tăng từ 1.000 đến 3.000 đồng trên kg tại một vài địa phương và dao động trong khoảng 55.000 đến 57.000 đồng trên kg. Cụ thể, sau khi tăng 3.000 đồng trên kg, đưa giá heo hơi tại Vĩnh Phúc lên mức 56.000 đồng trên kg. Ghi nhận mức tăng 1.000 đồng trên kg, giá heo hơi hôm nay tại Hà Nội lên mức 57.000 đồng trên kg,
ngang bằng với Bắc Giang, Thái Bình, cao nhất khu vực. Đây cũng là mức giá cao nhất cả nước. Tương tự, sau khi tăng hai giá, đưa heo hơi tại Thái Nguyên lên mức 55.000 đồng trên kg, ngang bằng với Lào Cai, Nam Định, Ninh Bình. Các địa phương khác không ghi nhận sự biến động về giá và cùng đứng ở mức 56.000 đồng trên kg. Giá heo hơi mới nhất khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Tại khu vực này, giá heo hơi hôm nay tăng từ 1.000 đến 2.000 đồng trên kg trên diện rộng và dao động trong khoảng 49.000 đến 56.000 đồng trên kg. Sau khi cùng tăng 2.000 đồng trên kg, đưa giá heo hơi tại Quảng Bình, Quảng Trị cùng lên mức 52.000 đồng trên kg. Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Lâm Đồng cùng lên mức 51.000 đồng trên kg. Còn tại Đắk Lắk, sau khi tăng một giá, thương lái tại địa phương này thu mua heo hơi ở mức 50.000 đồng trên kg, ngang bằng với Quảng Ngãi, Bình Thuận. Các địa phương khác không ghi nhận sự biến động mới về giá, trong đó, mức giá thấp nhất khu vực 49.000 đồng trên kg được ghi nhận tại Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận. Ở chiều ngược lại, mức giá cao nhất khu vực 56.000 đồng trên kg được ghi nhận tại Nghệ An, Thanh Hóa và Hà Tĩnh, lần lượt ghi nhận mức giá heo hơi 55.000 đồng trên kg và 54.000 đồng trên kg. Tại khu vực phía Nam, giá heo hơi hôm nay tăng nhẹ trong phạm vi hẹp và dao động trong khoảng 49.000 đến 51.000 đồng trên kg. Theo đó, sau khi cùng tăng một giá, đưa heo hơi tại Đồng Nai, Kiên Giang, Sóc Trăng cùng lên mức 51.000 đồng trên kg, ngang bằng Long An, Cà Mau. Đây cũng là mức giá cao nhất khu vực. Tương tự, sau khi điều chỉnh tăng một giá, đưa heo hơi tại Bến Tre lên mức 50.000 đồng trên kg. Các địa phương khác không ghi nhận sự biến động về giá, trong đó, mức giá thấp nhất khu vực 49.000 đồng trên kg được ghi nhận tại Hậu Giang, Tiền Giang, Trà Vinh. Các địa phương còn lại trong khu vực ghi nhận giá heo hơi chung mức 50.000 đồng trên kg. Giá heo hơi của công ty chăn nuôi CP Việt Nam cũng đã được điều chỉnh tăng lên 57.500 đồng tại miền Bắc và 55.000 đồng tại miền Nam. Hãy theo dõi kênh Bản tin Nhà Nông để cập nhật tin tức giá thị trường hàng ngày. Chúng tôi luôn cập nhật liên tục và mang đến cho bạn nguồn thông tin chính xác nhất. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.